Elmic, thương hiệu gia dụng cao cấp châu Âu, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Bài mới không? Không. Chứ sao? Ông phải thôi đấy. Ủ mưu làm cái gì mà tự nhiên lại đi luyện võ luyện công vậy? Thì hôm nay khách mời rất là đặc biệt. Một võ sư? Đúng rồi, mà lại là một người phụ nữ đẹp nữa. Hãy cùng chào đón nữ diễn viên, nữ cascader Phi Ngọc Ánh. Chào chị ơi, xin chào. Chào anh Táo xinh đẹp. Chào Táo mà Táo xinh đẹp. Dạ đúng rồi. Ủa mà Táo ơi, Táo là Táo ngoại nhập đúng không? Bởi vậy cho nên là thấy có vẻ là rất là tròn trịa dễ thương. Tròn trịa dễ thương. Mà về anh Việt Nam đàng hoàng. Ồ thế à. Đón xem chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7.